Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cách mình nuôi dế trong thau nhựa nha các bạn. Thau nhựa, chậu nhựa gì cũng được nha. Đây, mình mới sáng sớm mình đã dọn dẹp mấy cái thức ăn thừa thải của nó nên rất trống nha các bạn ơi. Đây, giờ mình sẽ cho các bạn coi cái ấy đây. Đây, rất là nhiều dế nha các bạn. Cái ổ của nó nha. Dế rất là to nha. Đây là mấy cái ổ của nó nha. Các bạn nhìn nha. Đây rất là nhiều dế nha. Đây con là con nói dế này là mình để nuôi kiểu này để mình cắm câu cho gà ăn nha các bạn. Rảnh rảnh thì cắm câu rồi nuôi gà nha, chứ mình không có nuôi ván nha các bạn ơi. Đây, người ta nuôi bán người ta sẽ nuôi cái mô hình lớn hơn, người ta nuôi trong cái lồng lứ này. Dế quá trời đã nha các bạn ơi. Đây mà thức ăn của nó là mình cho ăn cái này là mình cho ăn khoai mì nha các bạn, lá khoai mì nha, lá khoai mì với cỏ thứ mà cỏ ống cỏ tây nữa nha các bạn, rất là nhiều nha. Con to to không nha các bạn ơi. Này mà cắm câu là hết sảy nha. Quá trời đã. Cắm câu với cho gà ăn nha các bạn. Gà đá nha. Đây. Gà đá ăn là rất bổ nha. Đây các bạn thấy không? Rất là nhiều nha các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ thức ăn vào cho nó nha các bạn. Đây 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 là lá khoai mì nha các bạn ơi, lá khoai mì mình mới đi hái nha. Lá khoai mì phải còn tươi nha các bạn, lựa mấy đọt lá còn non nha. Đây, nó rất thích ăn khoai mì nha. Đây mình sẽ bỏ vào một tí, các bạn thấy là nó ăn rất nhanh nha. Đây, mình sẽ cho lá khoai mì nó nằm úp vậy nha các bạn. Đây, một tí thôi các bạn sẽ thấy là cái đàn dế này nó ăn kinh luôn nha các bạn. Để này sáng thì mình dở lưới đầu ra cho nó thoáng hết nha các bạn ơi. Tối là mình phải lấy lưới mình chụp lại nha. Để mà mấy con gà mà nó thấy một cái là nó sơi hết. Cắt kè, cắt kiết đồ là nó vô là nó thấy là nó quất hết. Đây, bây giờ mình sẽ để cho nó như vậy nha các bạn. Khoảng cỡ 5-10 phút sau nha. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy cách nó ăn nha các bạn. Đây, có những con đã bò lên nó ăn nha. Đây nha các bạn. Đây, nó chuẩn bị nó ăn rồi này nha các bạn. Mình mới ấy nó nên nó hơi nhát nha. Mới thầy gồm gác vào gà nên nó hơi nhát nha. Giờ nó đã bắt đầu nó lên nó ăn rồi nha các bạn. Đây, những chú dế rất là to nha. Đây là mình chỉ nuôi mini thôi nha các bạn ơi. Nuôi để dành câu cá với cho gà ăn thôi nha các bạn. Đây, mình mô hình này của mình chỉ thích hợp nuôi nhỏ lẻ thôi nha, rất là đã nha các bạn nha. Dế này là loại dế Thái nha, rất là dễ nuôi nó không có cánh nha các bạn. Đây, các bạn nhìn kỹ nha, đây loại dế này là cánh rất nhỏ nha các bạn. Nên chúng nó không có cánh nên chúng nó không có bay được nha, chứ không phải như dế của mình nha các bạn. Dế của mình mà thứ này là nó bay mất hết rồi nha các bạn ơi.
Mình xin chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo của mình nha.